Cuộc đời là một sự trải nghiệm, luôn có những con người, sự vật, sự việc trôi qua trước mắt của chúng ta. Nhưng cũng nhờ đó mà mỗi người chúng ta lại học được một bài học cho chính mình. Xin lỗi. Ông ăn đi. Cảm ơn. Ông có thích không? Mai tôi để mang ra tiếp nhé. Không. Ông giúp tôi vậy đủ rồi. Thế mai tôi lại qua chơi với ông nhé. Ông cứ ăn đi, tôi lỡ mua rồi. Nhà ông ở gần đây à? Sao ngày nào cũng qua đây? À, nhà tôi ở gần đây mà. Còn ông, gia đình ông đâu rồi? Chất đông lập xeo này. Tôi cũng không biết nữa. Bố mẹ tôi bỏ tôi từ bé. Và từ khi sinh ra chân tôi đã bị thế này rồi. Mua vé số đây anh ơi. Em cảm ơn. Tôi quyết định rồi. Bây giờ tôi sẽ không yên mày nữa. Tôi sẽ lao động bằng chính sức lực của mình. Ông cầm lấy đi, tôi không ăn miễn phí nữa. Em vé số thì có ví chứ. Nhận đi, tao không lấy tiền đâu, cây tôi tặng mà. Tôi cảm ơn. Mày đâu rồi đây? Ai cho mày bán vé số đây hả? Mày bên địa bàn của ai không? Chỗ mày bán vé số đây à hả? Mày run rẩy á? Mày kiếm gì? Mày run rẩy. Bỏ qua đi em ơi. Hôm nay mày may mắn đấy. Hiểu không? Có xe không? Em còn phải... Có xe không? Em còn sao không? Em không sao. Anh trai của tôi. Em có muốn ở cùng anh với Cường không? Thôi, em cảm ơn, em đã sống ở ngoài một mình quen rồi. Ban ngày em đi bán vé số, ban đêm em về ở cùng những người bạn. Em thấy cuộc sống lao động như thế này ý nghĩa hơn. Em cảm phục em.
5 tháng sau đó, tôi lại phải trở lại thành phố và cúi đầu vào học, nên tôi ít gặp bạn ấy hơn. Nhưng khi tôi trở về thì lại không thấy cậu ấy đâu nữa. Những người bán dạo xung quanh cho biết cậu ấy đã mất vì bệnh tim bẩm sinh cách đây 1 tháng. Ngoài ra, cậu ấy cũng biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Tuy là một người tàn tật, nhưng tâm hồn cậu ấy hoàn toàn lành lặn. Rồi, action đi. Đang chân con á. Xé đi. Action. Bỏ qua đi em ơi.